Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ mô tả quy trình 6 bước làm việc nếu quý khách hàng có nhu cầu xây dựng nhà ở trọn gói tại công ty cổ phần thiết kế thi công nhà đẹp. Bước đầu tiên chính là tìm hiểu thông tin. Tại đây nhà đẹp sẽ tiếp nhận và nắm bắt một số thông tin cụ thể như là vị trí khu đất, đường xá, diện tích mặt tiền và cũng như mong muốn về các phong cách thiết kế của khách hàng. Bước 2 chúng ta sẽ đi vào báo giá sơ bộ và chi tiết. Khi đã thấu hiểu nhu cầu của gia chủ, chúng tôi sẽ lên bảng giá sơ bộ để khách hàng nắm được cũng như có kế hoạch chuẩn bị tốt nhất. Và sau khi hai bên đã có sự trao đổi, thống nhất về bảng giá sơ bộ, các tư vấn viên tại nhà đẹp sẽ tiếp tục báo giá chi tiết để làm sao phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Tiếp đến là bước 3 và cũng là bước quan trọng nhất, chúng ta sẽ tiến hành ký kết hợp đồng một cách minh bạch. Sau khi đã trải qua quá trình trao đổi kỹ lưỡng để hai bên có thể đi đến thống nhất và ngay sau đó nhà đẹp sẽ đưa ra một bản hợp đồng để khách hàng có thể rà soát một cách kỹ lưỡng và nếu như đồng ý với các điều khoản được đề cập ở trong này, quý vị có thể ký xác nhận ngay trong bản hợp đồng này. Ở trong bước 4 thì khách hàng sẽ nhận được một bộ hồ sơ xây dựng như thế này. Trong bộ hồ sơ này sẽ bao gồm mặt bằng 3D, kiến trúc, kết cấu và điện nước. Trong trường hợp khách hàng muốn thiết kế thêm về nội thất thì ở trong bộ hồ sơ này sẽ có thêm một danh mục, đó chính là danh mục nội thất. Khi quý vị đã có hồ sơ và cấp phép xây dựng thì chúng tôi sẽ tiến hành bước thi công và giám sát công trình. Ở đây đội ngũ thi công sẽ bắt đầu triển khai theo mẫu thiết kế và giám sát công trình một cách thường xuyên để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình một cách tốt nhất. Bước 6 và cũng là bước cuối cùng, đây chính là thời điểm mà tất cả các hạng mục đã được hoàn thiện và ở đây nhà đẹp đã chuẩn bị một biên bản nghiệm thu và bàn giao để khách hàng có thể ký xác nhận và chúng tôi cam kết sẽ bảo trì công trình cho khách hàng trọn đời. Vừa rồi tôi đã chia sẻ tới quý vị quy trình xây nhà trọn gói bao gồm 6 bước tại công ty cổ phần thiết kế thi công nhà đẹp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn xây nhà trọn gói một cách nhanh nhất.